vậy hả? Hả? Tuy anh cá con không được làm đại ca của vợ cá, nhưng anh cá con vẫn là người của xã đoàn. Ê, mày tới lễ tang của bố tao mà mang hình của vợ mày, ý gì? Để cho bố mày thấy được ai chính là người giết chết Bào Ngư vợ của tao. Wow. Bây giờ hết làm giang hồ, chuyển qua làm trinh thám hả? Mấy cái việc này á, để cơ quan chức năng người ta lo. Việc của mày bây giờ á, về lại chợ cá, xin việc làm đi. Tao sẽ nói thằng Khô Mực tuyển thẳng mày cho nha. Đừng có nghĩ bậy rồi quậy ở đây. Nên nhớ, chỗ này ngày hôm nay là địa bàn của tao. Mày là con quạ mà sống như một con chó. Wow. Mày nói hay như vậy thì tao đâu có nỡ chết chứ hả con trai? Ủa, bố già. Chào anh Thôi. Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngõ trước ngõ sau. Mày làm gì vậy? Hả? Mày thấy đây toàn là người lớn hay sao? Bỏ xuống xuống. Chính mày là người giết chết Bào Ngư. Đừng có tưởng tao không biết. Mày em, đó là mày hả? Em không có làm, anh bảy gà. Là mày giết em tao. Anh tin em đi. Em không biết làm gì. Mày đừng có chối. Chính mắt tao nhìn thấy mày đẩy chị Bào Ngư xuống đất. Sau khi biết sự thật này, tao đã quyết định lên một kế hoạch. Mày biết cái gì mà nói hả? Gài tao đi! Em nói cho anh biết, chị dâu là do thằng quả đen giết. Chính mắt em nhìn thấy, nó xô chị dâu té xuống lầu. Vậy tại sao không nói cho tao biết? Em không có chứng cứ. Em nhỏ, liệu em nói người ta không nghe em hay không? Em biết tính anh nóng. Em nói ra, sợ anh làm bậy rồi sao? Mày... Ta trời, nó đúng á. Nếu như mà ngay lúc đó nó nói cho anh biết làm quả đang làm thì bây giờ không phải là một nấm mộ đâu mà hai nấm mộ đó. Anh bình tĩnh đi. Muốn trả thù cho chị dâu á thì mình phải có kế hoạch đàng hoàng chứ. Tụi mày nói đúng, tao phải trả thù cho Bào Ngư. Tại sao mày giết chết Bào Ngư? Hả? Bào Ngư có lỗi gì với mày? Bào Ngư không có lỗi gì với tao hết. Chỉ là mày với cá con rất thương nó, cho nên nó phải chết thôi. Tại sao mày lại hận tao như vậy? Tao có thù gì với mày hả? Vì để tao nhắc cho tụi mày nhớ nhé. Cách đây 10 năm, dưới gầm cầu, tụi mày đã giết một người đàn ông. Người đàn ông đó là ba nuôi của tao đó. Ngày hôm nay tao sẽ phải làm cho hai tụi bay phải chết để lót xác ba tao. Ok, tao giết chết ba nuôi của mày, mày giết chết vợ của tao. Còn bây giờ mày muốn trả thù, tao với mày bước ra đấu tay đôi. Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới.
tới đó. Ra đường ngõ trước ngõ sau, coi chừng đầu mày bắt bó. Mày sống gió như có sống với nhau, tình nghĩa tao có trước có sau. Mày chúng tao bằng cách nóng với nhau, tao mày động trên đường tới tao. Đời đã tạo ra thằng vi cá này, thằng con nít không chất kích thích, tính tình thì khá lầy. Có anh em tao là trên hết, thằng nào đụng thì con má mày. Tối quá anh em trên mày ra, mày đợt này em tao. Tao nói mày bình tĩnh lại. Ông sói cho mấy ca thù với em gái tôi. Mày ra, tao nói mày bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Mày tao nói biết người chết là em của mày. Nhưng người trừng trị việc này không phải là mày. Được chưa? Anh Hòa đây. Dạ của em. Chúng tôi đã thu thập đầy đủ tất cả các bằng chứng về việc anh buôn lậu chất cấm ở khu chợ cũ và cái chết của cô Bảo Ngư. Mời anh về sở cùng chúng tôi hợp tác điều tra. Các đồng chí, nghe không? Mày buông ra coi. Dạ. Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó. Ra đường ngõ trước ngõ sau. Mày làm gì vậy? Hả? Mày thấy đây toàn là người lớn hay sao? Bỏ xuống xuống. Chính mày là người giết chết Bảo Ngư. Đừng có tưởng tao không biết.